tất cả mọi người đã đến với kênh Phăng Phách Tây Bắc của vợ chồng mình nhá. Hôm nay vợ chồng mình sẽ nấu canh bon mọi người ạ. Chào mọi người nhá. Đây, chồng mình đang chuẩn bị nấu đây. Đầu tiên mình sẽ cho thịt lên nấu trước mọi người ạ. Làm thịt trước. Đây là bằng nhạt thịt bò nhá mọi người. Nấu canh bon thì mình lấy cái thịt này thôi. Vừa thịt vừa mỡ ấy mọi người. Đây. Phải có ít mỡ nó mới ngon mọi người ạ. Đây bon của mình đây. Mình lấy ở ông bà ngoại về từ hôm qua rồi. Hôm nay mới nấu được. Cái này cũng được một nồi khá là to đấy mọi người ạ. Bon này thì ngọt. Không phải chê vào đâu cả. Làm thịt để lên nấu trước cho nó nhừ ấy mọi người. Đây tí nữa mình sẽ cho ít đồ này. Gừng sả, lá lốt nha mọi người. Cho một ít quả cà vào nữa. Nếu mà có cà dại thì ngon hơn nhỉ. Quả cà dại ấy mọi người, quả nhỏ nhỏ ấy. Cho quả cà đấy thì ngon. Nhưng mà mình không tìm được. Bây giờ hiếm lắm. Mình sẽ làm thịt trước để nấu lên cho nó nhừ. Tí nữa mình sẽ làm bon sau nha mọi người. Nấu lên lấy nước cho nó nhừ thịt. Khi nào sôi thì mình mới cho bon vào. Vừa thịt vừa mỡ nha mọi người. Thịt không thì không ngon đâu. Món này là có ít mỡ. Cái này vẫn ít mỡ nhỉ. Đây gần bò. Bò. Bác nhạc. Ca nhạc. Rồi cho thịt lên nấu nha mọi người. Cho ít muối mì chính trước. Đập ít gừng vào đã. Tí nữa vẫn phải băm lại đi gừng sau. Là vào miếng đó thôi. Cho nó đỡ mùi. Thử tanh đã. Đi ra lên bếp đi anh. Cho lên bếp nha mọi người. Nay mình nấu bếp củi mọi người ạ. Giờ mình sẽ ninh để nhé mọi người. Cho nó nhừ nhá. Đây mọi người. Bon đây, bon đây. Nhìn kiểu đầy chậu nhỉ. Mà nó bị nổi. Nổi. Sửa từng cái một cho sạch nhé mọi người. Tại vì nó vẫn có bùn ấy mọi người. Mình phải xem những cái kẽ của nó mà có bùn thì mình phải cậy ra hết không là có bùn đấy. Cái bon này mình trồng ở đất bùn mà mọi người. Món này mà đi ra chợ thì cũng hiếm đấy, không mua được đâu. Ai mà trồng được thì có nhiều á, ăn thỉnh thoảng mới gặp họ mang ra chợ bán thôi. Nhưng mà cái này thì mình lấy ở bà ngoại về, không phải là mình mua đâu nhé mọi người. Bon này thì có cây nó hơi bị ngứa mọi người. Các bạn đừng nghĩ là cây giống cây bon là ăn được nhé, có loại ngứa đấy mọi người nhé.
giữa lá nó còn ốm đen là cái bon ngọt này. Đúng. Cứ xả nữa. Nhìn nó thấy ngon rồi, non lắm. Mưa rồi, quên áo. Mưa ít thôi mà kệ nó con, không sao đâu. Dạo này trời mưa suốt mọi người ạ. Bây giờ nó vào mùa mưa rồi nhỉ, ngày nắng cũng mưa. Đây là thân cây bon. Có người hay nấu luôn hay không tước ra. Mỗi người ăn một kiểu. Cho bon vào nhá mọi người. Thịt cũng đã nhừ lắm rồi đấy. Đây. Đang sôi sùng sục mọi người. Cho bon vào thôi. Cho bon vào đi. Chắc được nồi to luôn. Ngon nhỉ. Nồi to đùng. Tí nữa nó ngót vào được có tí rồi mà. Bây giờ thì nhìn nhiều tí đã còn có tí thôi. Nhìn cây trắng ngon nhỉ. Ngọt lắm đấy bon này. Ngọt mà. Mỗi lần đi bà ngoại đã bắt đầu chỉ có mỗi món canh bon thôi nhỉ. Mình rất thích ăn. Tôi cứ đậy nắp để tí. Tí nữa nó ngót vào hết rồi. Đậy nắp vào. Đi thái cà trước đi anh. Thái cà, lá lốt, xả gừng. Thái cà nhé mọi người. Cà. Mình sẽ cho cà trước xong rồi mấy rau xả gừng thì cho sau thôi. Thế xả mình băm nhuyễn ra này. Xả với gừng băm nhuyễn, lá lốt, thái ra. Cà gì? Cắt nửa này. Cà này cũng phải cho nó nhừ ấy, nên là phải cho trước. Càng nhừ càng ngon mọi người ạ. Nấu món này thì cũng đơn giản thôi mà lại ngon lắm. Tất cả cho vào một nồi thôi. Cứ cho vào một nồi nấu nhừ lên thế là ngon. Có quà cà dại đấy. Cà dại thì ngon lắm. Hôm nay đi một vòng chợ không thấy ai bán. Đây, cà dại đây. Quả cà dại. Quả mắc canh. Quả mắc canh. Người Thái gọi là quả mắc canh. Quả bé bé đấy nhỉ. Quả bé đây. Đây là mình sẽ cho vào lá lốt thôi nhé mọi người. Lá lốt gừng. Ủa, ớt ngon đấy. Ớt là mọi người. Thì kém ăn thôi. Tí nữa phải có ớt này mới khén này. Để kém ăn mọi người ạ. Ớt nhìn ngon nhỉ. Kén. Kén. Có ớt chứ phải kén đâu. Ừ, ớt đấy, ăn được không? Con ăn được đấy. Con ăn được. Cho cà vào luôn thôi nhá mọi người. Đây, cho cà vào luôn thôi nhá mọi người. Ờ. Tí bon này nóng chín nhanh thôi các bạn ạ. Nhanh nhưng mà món bon này món ngọt nên là nấu nhanh. Đi con. Đi đi kìa.
Rồi. Ngon nhỉ. Nhìn đã thấy hấp dẫn rồi. Tí đã chín rồi mà. Thái lá lốt vào nhá mọi người. Lá lốt này thì khi nào mình chuẩn bị ăn ấy, khi nào nó chín xong hết rồi chuẩn bị ăn thì mình mới cho vào thôi nhá. Cho nó thơm mùi lá lốt thôi mọi người. Đây gọi là món canh bon bạc nhạc bò. Canh bon bạc nhạc bò. Bác ơi lấy đấy cho thím một cái bát to nè. Băm gừng với xả vào rồi. Chung với cái này luôn. Bon thì không thể thiếu xả được. Có xả thì thơm. Sao mà thiếu xả được. Đập đập nó ra trước đây. Đấy, cho nó nhuyễn nhanh. Khi ăn mới cho thôi. Sôi sùng sục rồi này mọi người. Ngon nhỉ. Nhiều hơi quá nên là hơi mờ. Nóng. Nóng bốc hơi. Rồi, đậy nắp vào đi. Cái ninh để một tí cho nó nhừ bon ra nhá mọi người. Cũng đang chuẩn bị nhừ rồi. Đậy vào đi anh. Tí đó. Chưa nhừ mấy. Phải cho nó thật nhừ cơ. Nhừ lắm rồi đấy mọi người ạ. Mùi vật đây nhỉ. Rồi, cho gia vị vào đi. Lá lốt với cả gừng xả vượt đấy băm đấy mọi người. Nhừ rồi. Tuyệt vời. Ngon nhỉ. Nhừ luôn này. Cái mùi thơm thật đấy. Ừ. Quá ngon luôn. Rồi. Ngon nhỉ. Ngon. Thôi. Cho xuống đi. Cho xuống. Em ra ăn thôi mọi người. Chuẩn bị múc ra thưởng thức thôi mọi người ơi. Này. Ngon chưa mọi người. Mời mọi người lên Tây Bắc thưởng thức món canh bon cùng bọn mình nhé. Lên Tây Bắc thì chỉ có mấy món đặc sản như là canh bon này mọi người. Rất đơn giản luôn nhưng mà lại ngon mọi người ạ. Hôm nay mình nấu canh bon nồi to rồi mình sang ông bà ăn cơm luôn mọi người ạ. Mang sang bố mẹ ăn cơm. Mình sẽ múc vào bát to luôn này. Ngon nhỉ. Quá ngon. Cái này, món này không thể thiếu ớt xanh. Tí nữa mình sẽ ăn kèm với cả mắc khén nha mọi người. Mắc khén này, ớt này. Mắc khén mình sẽ giã ra thành bột. Khi nào ăn thì, ai ăn thì mới cho vào thôi mọi người. Được hai bát to. Được chứ. Hai bát to đùng luôn mọi người. Thoải mái rồi.
Hôm nay thì chủ yếu là ăn canh bon thôi nhá mọi người. Lâu rồi không được ăn, thèm quá đấy mà. Được hai bát to rồi. Rồi, vào ra mâm đi. Ăn cơm ra mọi người ạ. Mời mọi người ăn cơm gia đình mình nhá. Đây, hôm nay ăn cơm ở nhà bố mẹ mọi người ạ. Anh da đen. Anh da đen. Mời mọi người nhá. Đây hôm nay ăn anh bon bát to luôn này. Đây có mấy món này thôi mọi người. Ăn cơm đi mọi người, ăn cơm đi. Uống rượu à? Làm chén. làm chén thôi nhá. Hai chén ăn cơm. Ăn cơm đi. Ăn đi thử món canh bon thế nào. Canh bon siêu to khổng lồ thế nào. Canh bon siêu to khổng lồ. Múc đi. Làm một bát luôn. Ăn đi anh da đen. Okay, viên đi. Có ít mắt khén. Đây là mắt khén mình giã ra nhé mọi người. Ôi, hôm nay toàn bát ớt à. Ngon. Là ớt giấm Tây Bắc đây. Ớt xanh à. Kín đi. Hai đó. Món da đen này có vẻ ăn ngon đấy nhỉ. Ôi ăn quả ớt trên này á. Thưởng thức món canh bon nhá. Mọi người nhá. Nấu canh nhạc cũng hơi như ấy. Nấu canh nhạc. Canh nhạc phải như chứ. Anh da đen này ăn ớt ít thôi. Nhá. Quá ngon rồi ạ. Lâu lắm rồi không ăn món này. Lâu lắm ăn canh bon đấy. Ngọt nhỉ. Ngọt. Ngon. Bon này bon ngọt mà. Hai miếng nữa đã. Khép bếp thế nhỉ. Ăn từ từ đã. Rồi ăn ớt thế à. Phải ghép bạc ớt nó ngon. Canh bon à. Ngon. Hôm nay mình làm bát siêu to khổng lồ luôn. Nào mình sẽ ăn món canh bon nhé mọi người. Đây bát của mình đây. Đây mọi người. Ngon thế đấy. Bát nó khôn quên mình mang lên. Nó sánh quá. Thành ngọt ăn quá. Đậm chất cùng với bắc ấy, có mắc khén này. Đây. Bắc to luôn. Thế có thể thẳng luôn đấy. Đây bắc khén nhé mọi người. Như cám phì quá. Ai ăn thì mới cho thôi, mới khén này nhá. Chúng em mổ lộn cơ mà. Đây, ớt. Cho 3 quả luôn. Mỗi miếng 1 quả luôn. Bon không thể chấm ớt được rồi. Tuyệt vời. Ngon thế. Quá đẳng cấp. Ngon nhỉ, ớt kìa. Ít chén cắt cơm nào. Mời mọi người nhé. Cắt cơm đi. Món canh bon mọi người ạ. Cay sướng thật. Đây thưởng thức món chả ếch đi xong qua này. Chả ếch ai ăn? Chả ếch ấy. Đây là món chả ếch hôm qua anh Dương mới soi. Rồi. Đây thưởng thức đi. Đây. Nghe nhá. Này. Ơi. Chả món ếch chả lá lốt đây. Đấy. Ngon lắm. Hôm qua trời mưa nên là cũng mời mọi người nhá. Hôm nay không có gì qua ăn món đặc sản thôi. Chị học ngồi không ăn à? Đây đang ăn đây này. Ôi cay sướng ấy. Mùi chém cái này đây này. Quá tại vì anh đưa 500 quả ớt vào. Cho 500 quả. Phú này quá ngon mọi người ạ. Ấm đi tỉnh lên thế này. Thử một phát 2 quả nào. 2 quả nào. Ớt quá đặc biệt. Được không? Làm được phát 2 quả không? Được. Mình ăn ít thôi nó nóng bụng mọi người. Thôi ăn nhiều ớt. Ôi sướng thật đấy. Món canh bo này đúng là đậm chất của Tây Bắc. Mắc khén hạt tỏi đầy đủ. Quá thơm. Phải có mắc khén đấy mọi người.
ngon. Ăn với quả mắt xé nó hợp cực kỳ luôn đấy. Mọi người nhá. Nhìn nhìn anh da đen ăn phê đấy nhỉ. Thám thám, thám đi. Thám đi. Thám. Ngon. Ít rượu khẽ mồm. Quá ngon rồi. Mời mọi người lên Tây Bắc thăm mình nhé, mình sẽ cho thưởng thức thử món canh bon này như nào. Chứ nhìn anh da đen ăn này ngon thật đấy. Lâu lắm mới ăn, mượn ăn ế xem nó bỏ nó phần chăn á. Phần chăn thế á, mua này. Nó còn cao hơn cả người cơ mà, cây bon ấy. Đúng là bon nhà chồng đấy, bon mua chợ ấy, nó ăn ngứa. Mua chợ không ăn được đâu. À, mình có biết đấy đâu. Cằn không chơ, chết chơ mới hơn rồi. Ui. Rồi. Mình sẽ ăn một miếng chả ếch xem nào. Hôm qua anh Dương đi soi mọi người ạ. Đẹp. Ngon quá. Mời mọi người ăn chả ếch của mình nhá. Ngon hết nhỉ. Ngon quá. Đây rồi, sật sật. Chả lá lốt. Nhưng không có thời gian quay con ếch. Con đã lốt đúng không? Hôm nay chủ quan trọng là món canh bon à. Thử xem. Thử cái à? Giòn nhỉ? Giòn nhánh da đen nhỉ? Ngoài thì mềm. Trong thì giòn. Trong thì giòn. Chất giống nhà hàng rồi đấy. Ui, nhà hàng làm gì có món này. Đây chỉ có người Thái. Chị học ăn món canh bon à? Là món ăn dân tộc. Chị thử xong rồi. Thử xong rồi bây giờ ăn đi. Vừa đấy thử thôi đấy. Gì chị quen ăn chéo thôi. Cho chéo vào nhiều đây này. Em là phải ăn quả nguyên nguyên quả. Này mời mọi người nhá. Mấy hạt hàng của bạn. Ngon. Bớt bảo mắt phết hơn. Thử miếng măng lay vào này nhá. Măng lay. Đây, mắm cá mặm. Cá mặm. Đây là mắm cá nha mọi người. Mắm cá mặm mọi người nhá. Mắm cá rô nhá. Ăn sống luôn này. Ăn sống luôn này. Đây. Đấy, cho mọi người nhá. Ngon lắm mọi người ạ. Quá ngon nha. Ngon thật đấy. Mọi người nhá. Ăn cả con luôn mọi người ạ. Ăn mầm là phải ăn cả con. Đấy, quá tuyệt vời mọi người ạ. Ngon lắm. Ngon. Anh Dê không ăn mầm à? Có chứ. Ngon. Làm miếng. Măng lay là phải có mầm mọi người ạ. Măng lay thì mầm không ăn được. Năm nay là chưa có mầm hén nhỉ? Có. Tên hôm nào hôm nào có con hén thì mang về làm mầm. Ngon, chấm măng lay ngon lắm. Ngon thật. Mắm cá đây là mình mới cây. ăn với mắm cá. Mắm cá thật. Con luôn. Ngon thật. Mắm cá này làm được 1 năm rồi đấy. Rồi. Thơm. Thơm lắm mọi người. Không bờ. Thơm. Thật vời. Mắm này là càng lâu nó càng ngon nhá mọi người. Ăn cơm đi. Ngon. Bác này ăn cơm đi. Thôi thì mình cũng xin được kết thúc video tại đây nhé mọi người. Chào mọi người nhé. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh, ấn like cho video của mình nhé. Chào mọi người. Chào mọi người nhé. Chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Like và chia sẻ mọi người nhé.